các bác, cô chú anh chị, ngoài là lên ra sửa cái cây xanh quê cho anh trai chơi cùng các bác. Cây này hôm có gửi nhà tôi ấy, mấy ngày ấy, thì bây giờ anh có cái sân mới anh đưa về, nhưng mà nó bị dính cái gì các bác, nó bị cháy kiểu như hóa vàng cái góc này ấy. cháy đến nỗi cháy cả dăm này các bác, thấy cả dăm, và cây này cũng yếu rồi. Thôi thì lá nó cũng già, bóc bỏ đi để kích thích nó ra là mới. Sau cái lượt bóc này chắc sẽ bỏ dăm nhiều đấy, nhưng mà phải làm không khô hết vào trong này. Này bị hỏng hết cái đoạn này, rất là tiếc. Cây xanh quê nhưng mà hơi hướng đá cổ các bác, nhưng mà đấy sạch sẽ hoàn thiện đấy. Đúng là cây mini như này là chơi được rất là ok rồi. Chân bệ, cái chân bệ, chân bệ dáng dấp chân bệ nha các bác nha. Đấy, rất ok nhé, ngon chưa. Đấy, thì bóc nếu một cây này bóc dăm ra thì nó sẽ mảnh và nó không phải là đồ cắt giật rất chi tiết, nhưng mà để mà nói nó độ ổn định và hoàn thiện nó thì rất là ok rồi, bóng dáng chơi rất là đẹp rồi. Đấy, cây to như thế này thì nhiều các bác, nhưng cây nhỏ mà thế này thì ít đấy. Đấy, cây to các bác nhìn thế này rất nhiều đúng không, cây nhỏ rất cực ít, mà lại nó chỉ cao tầm mà chắc khoảng độ 30 phân, không biết có được 30 phân không, nhỏ rất nhỏ đấy. Nếu mà không có cái chậu này thì một tay bê nhẹ, cái chậu này một tay cũng bê được, đặt lên lòng chậu xi măng. Ok, bật lá các bác nhé.
mặt ra đâu. Cháy mất rất nhiều, cháy mất cái gần như là toàn bộ cái chỗ mảng này, toàn bộ chỗ mảng này. Đấy, đang sợ nó lan vào trong ấy, nhưng thực tế là không biết nó bị cháy do cái gì, cả bác chủ cũng chưa rõ. Đấy, thì cái đang có thợ ra thợ vào bác, cho nên là nhiều khi là cũng không biết là dính cái gì. Tóm lại là nó bị cháy như là hóa bằng mã vào ấy. Giờ thì ok, hy vọng là nó sẽ khỏe và đẹp lên nhanh. Đấy, mặt nào cũng chơi cũng được các bác, mặt nào cũng chơi cũng được. Đi trên xuống các bác nhé, trên xuống nhé. Đấy, cái mini rất hay, mini rất hay. Mini rất hay. Đấy các bác, hôm nay là đi sửa cây cho, đấy trên mặt này hay hơn này, trên mặt này hay hơn. Sửa cây cho ông anh nhé. Sắp tới mà có không có việc làm thì các bác có cây mà tin tưởng có tay nghề thì alo bác nhé, sẵn sàng đến luôn, cơm rượu thôi. Chỉ cần cơm rượu thôi.
ăn ăn bữa ăn qua ngày thôi các bác nhé, ủng hộ các bác nhé. Đấy. Thời buổi kinh tế khó khăn, có người thuê người mướn là vui rồi. Hôm nay thì làm sang mới vui các bác, thế làm sang làm hộ cho ông anh một chút, một hai cái cây cho anh chơi cho phấn khởi các bác nhé. Ok, tiện thể quay luôn cuốn video cho các bác xem. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Chúc cuối tuần vui vẻ.